Em chào mọi người. Bồn nhựa chuẩn bị lên xe mọi người ạ. Bồn đi Bình Dương. Phải mở bạt xe ra mới lên được. Đó. Cái bồn này 5.000 lít đó mọi người. 5.000 lít nhựa đứng. Giao cho một vị khách ở Bình Dương. Ai mình cần sử dụng bồn núp nhựa 5.000 lít giá hữu nghị. Thì vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại 0939636360. Số này có Zalo để mình liên hệ trực tiếp, xem hình ảnh trực tiếp mọi người ha. Rồi em chào mọi người, tạm biệt mọi người. Hãy nhớ đăng ký kênh để mình biết thêm nhiều cái hình ảnh của bồn nước lớn, bé, to, nhỏ. Em chào mọi người, tạm biệt mọi người.